Nhìn anh Hùng, người yêu cũ của chị gái em đang chật vật giải quyết mối tình tay ba. Em cười vui quá là vui. Đụng tới ai không đụng, lại đụng chị gái em. Chị em hiền chứ em thì không nha. Em mà tới nơi, mấy bé bà tới số. Anh Hùng rất tốt. Tốt đến nỗi người ta tưởng anh là chồng người khác chứ không phải chị gái em. Lúc nào cũng kêu, em phải hiểu chuyện. Anh ghét con gái hay nhõng nhẽo như em, phiền phức thật ấy. Ừ, với anh Hùng chỉ có bạn thân anh là chị Lan mới không phiền thôi. Đời thủa nhà ai bỏ người yêu giữa đêm khuya đi bộ về để chở bạn thân vào viện. Thiết nghĩ chị Lan chắc chân tay què cục nên mới không tự mình về đến viện được. Nhà giàu nhất vùng mà yêu nhau gần 3 năm, số lần anh ta tặng chị em đếm trên đầu ngón tay, kiệt với người yêu nhưng hào phóng với bạn thân khác giới. Chị Lan chỉ cần nói một câu, sắp sinh nhật tới rồi, tớ muốn cái túi Chanel kia, Chẳng hề ngần ngại anh Hùng xuống tiền mua tặng luôn Có lần bức xúc hỏi thì anh ta trả lời Tình bạn bọn anh bao nhiêu năm Cái túi có là gì Tặng nhà tặng xe còn được Thêm bà mẹ anh Hùng coi con trai là nhất Con trai cưng của mẹ luôn đúng Chưa làm dâu đó bắt chị em một mình nấu tự rửa Hơn chục mâm bát Đã thế còn chê lên chê xuống Cháu phải biết thằng Hùng không thiếu đứa thích Có đứa còn là trăm manh thế việc Cháu trả được cái nước gì Biết con gái mình bị bắt nạt Mẹ em đến tận nơi bê mâm bát ném ra sân, cơm bưng tận miệng còn chê, thế thì vứt mẹ đi, loại nhà bà chó nó méo thèm lấy chứ nói gì tới con người." Tôi nhổ vào, tôi khinh. Chửi đã tai, em đánh ô tô đều mẹ và chị về, mẹ em chất hơn nước cất anh chị nhờ, mỗi tối thấy quái nào để ra chị gái não yêu đương mua muội thôi. Quả gì mà cây cây thế xin thưa rằng quả báo Eo mẹ chả mấy chốc chị Lan vác bụng bầu đến nhà anh Hùng ăn vạ Đấy bảo nhau là bạn thân mà Bạn thân làm nhau có thai hả Có mà không mọi người ơi Ngoài chị Lan Còn có cô thư ký của anh Hùng là chị Linh cũng có bầu Chị Linh khóc lóc Lần tiếp đối tác đó anh đã lỡ Em vốn định bụng giữ kín Nhưng không ngờ lại thành ra thế này Em phải làm sao đây Đúng ý mẹ anh Hùng chưa Đây cô Văn que rồi nè còn khuyến mãi mua một tặng một mẹ anh hùng ưng chị linh thư ký hơn chị ta biết nịnh gia đình cũng ok la lại chiều bà ấy hơn chiều vong bố anh hùng ngay từ đầu thấy chị linh xinh mới tuyển kèo này chị lan thua chắc à không chị lan chơi bài tình cảm với anh hùng dĩ nhiên anh hùng nghiêng về chị lan nhưng đời mà giữa gái trẻ ngon mơn mởn với gái già thì lòng sẽ thay đổi thôi anh hùng đối xử với chị lan không khác gì với chị gái em anh ta xa cách hắc hủi chị lan Em giữ đứa bé cũng được Sau này đẻ ra anh nuôi Còn em thì anh không lấy Cây chưa Bố mẹ chị Lan chẳng vừa kéo đến làm âm um nhà anh Hùng ồn ào đến mức công an phải vào giải quyết Chưa hết Chị Linh mang thai con trai Còn chị Lan mang bầu con gái Ui rồi bố mẹ anh hùng cương chị Linh lắm Vì cháu đích tô mà Nhà anh ta rụt trịch đám cưới đi trước con dâu và cháu nội về nhà Bỏ mặt chị Lan Chị Lan ngày méo nào cũng đến ăn vạ rồi phá đám Giờ tình bạn cao thượng của anh hùng Thành thù hận mất tiêu rồi Chị Lan còn thuê người đến phá cùng cơ Làm mãi đám cưới không diễn ra được Em với mẹ cười quá trời có phá cũng chả làm sao, dù gì chị Linh thông báo đã ký giấy kết hôn rồi. Giờ chị Linh đã ở cương vị mới cao hơn chị Lan. Cái giá phải trả cho tính trà xanh của mình đó chị Lan Mọi người đừng nghĩ anh hùng thoát nha Em ra tay phải triệt cỏ tận gốc Chị Linh của em bé thật nhưng không phải của anh hùng đâu Của lão khác anh hùng đổ vỏ thay thôi Chính em giúp chị ta mà Đứa con trong bụng chị Lan mới chính là con ruột Chị ta định dùng nó để phá hoại tình cảm của chị gái em À ai về gậy ông đập lưng ông Kẻ tệ bạc sớm muộn cũng gặp nghiệp quật thôi phải không mọi người Thật sự luôn á mọi người, nhìn cái bạn được bố mẹ chu cấp từ A đến Z, mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu. Em không hiểu kiếp trước em làm gì nên tội, để rồi phải đầu thai vào một gia đình nghèo khổ như thế này cơ chứ. Chào các anh chị xem kênh, em là Ngân, năm nay đang học cuối năm thứ hai đại học. Thật sự là em chán chẳng buồn nói với bố mẹ nữa, nên lên đây tâm sự với mọi người. Đã lên đại học được 2 năm, mà nói thật, là các bạn thì áo hàng hiệu son limited chí ít thì cũng vài tháng du lịch một lần còn em thì sao em chưa một lần được sờ vào mấy cái đấy luôn ấy, chứ đừng nói là mua còn bạn thân nhất của em nhà nó cũng chẳng phải là danh gia vọng tộc gì cả nhưng nó mua đồ chẳng bao giờ phải nhìn giá nhìn lại mình em thấy tuổi thân lắm luôn mọi người ạ à. mà thà là bố mẹ nghèo khó thì em không nói nhưng đằng này bố mẹ em đều làm ở hợp tác xã, lương về đều đều chứ có bị chậm hay ít ỏi như công nhân thời buổi kinh tế khó khăn này đâu. Lại còn nhận thêm mấy mẫu ruộng nữa chứ, lần nào em bảo đóng tiền học, bố mẹ trả chuyển khoản luôn cho, chưa thấy chậm bao giờ. Ấy vậy mà mỗi khi em xin tiền, muốn mua bộ quần áo mới, thì bố mẹ lại ậm ừ, rồi xin một triệu thì chỉ chuyển cho em có 500, còn dặn là phải tiết kiệm. Nhưng mà mọi người ơi, ăn cho mình, mặc cho người mà, các cụ nói đâu có sai đâu, Mọi người cũng đồng tình với em rằng việc ăn mặc chỉnh chu, nó mang đến nhiều cơ hội làm việc, bạn bè các thứ hơn, đúng không? Chưa kể, em có phải tuần nào cũng xin tiền mua đồ đâu. Một tháng em xin có một lần, mà mẹ còn nói em như thế nữa. Tháng trước em xin tiền, cả bố lẫn mẹ càm ràm là sao tháng nào cũng chi tiêu hết hơn 4 triệu. Em tức phát trồ lên, tuổi thân giả mang luôn ấy. Con Hương bạn thân của em, nó bảo một tháng bố mẹ nó cho 7 triệu, mà tháng nào tiêu hết thì bố mẹ nó cũng bắn thêm tiền cho, chẳng bao giờ than vãn như bố mẹ em mà một cái nữa nhé. Chắc nhiều người sẽ bị phân biệt đối xử giống em đó. Em chỉ có duy nhất xin tiền bố mẹ tiêu vào quần áo thế thôi mà bố mẹ khó chịu, trong khi thằng em trai em thấy nó suốt ngày xin mẹ tiền mua sách với mấy cái quyển tiểu thuyết văn học, ừ thì có thể là đọc thêm sách, giúp nó đạt giải học sinh giỏi tỉnh thật đấy. Nhưng em ngày trước có cần đọc nhiều như nó đâu, vẫn 22 điểm thi đại học ngon lành đó thôi mà mỗi lần nó xin mua là cả bộ sách vài trăm nghìn dày cộp nặng trịch. Rõ là lỗi thời. Genji nhưng cứ thích độ mấy cái quyển tiểu thuyết nặng đói với chạy giặt. Chả hiểu giúp ích được gì. Em nói với mẹ thì mẹ lại ậm ừ tặc lưỡi bảo. Kệ, em nó thích đọc thì cứ để em nó đọc có sao đâu. Ôi trời, sao lại không có sao được? Em cũng thích mua quần áo mà trời. Ra ngoài Hà Nội, có giống ở quê đâu. Người ta đánh giá nhau từng tí một qua cách nói chuyện và ăn mặc. Em thấy thậm chí còn vụt mất cơ hội đổi đời vì ăn mặc phèn phèn ấy chứ. Như con Huyền bạn trong lớp em, nó quẹt Tinder với một anh trai giàu lắm. Đi xe Mercedes hẳn hoi, lại còn đẹp trai đúng gu nữa. Nhưng ngay buổi gặp đầu tiên nó mặc áo phong quần jean như đi học thôi. Thế là về bị anh kia nhắn tin chê mặt xấu, không xứng ngồi xe anh. Anh ấy đá nó thẳng luôn mà. Vì thế mà em mới thích việc được mặc đẹp đến như vậy. Chưa kể em cũng đi gia sư hàng tháng, dạy kèm hai đứa học sinh cấp 1 thì một tháng em cũng được tầm một triệu rưỡi. Tiền em để mua quần áo hết, nhưng mà không đủ mới phải đi xin bố mẹ. Mà bố mẹ chẳng hiểu cho em gì cả. Em buồn ghê luôn á mọi người. Mỗi lần đi dậy, nhìn vào tủ đồ là em thấy toàn đồ mặc rồi à. Em mua đồ để đầu tư cho tương lai, cho mặt mũi của em mà. Có gì sai đâu. Giờ em phải nói sao để bố mẹ hiểu các anh chị nhỉ? Chứ bố mẹ em cứ chửi em hoang phí thôi. Xin chào mọi người, em tên Nhi. Năm nay đang học lớp 11. Như bao cô gái mơ mộng khác thì em cũng có mối tình năm 17 tuổi. Em quen cậu bạn cùng khối tên Đạt. Đạt là người chủ động theo đuổi em, hay lén bỏ sữa với bánh vào trong ngăn bàn. Còn mò ra info của em để chủ động bắt chuyện, tán tỉnh. Mặc dù học khác lớp, nhưng hôm 8 tháng 3 vẫn tặng em quà. Thấy Đạt kiên trì theo đuổi nên em lung lay. Sau 3 tháng thì em đồng ý làm người yêu của Đạt. Nhưng mà tụi em chỉ yêu kín thôi, chưa công khai. Vì sợ lỡ quen được vài ngày xong chia tay, lại bị đám bạn thân trêu. Em chỉ tâm sự chuyện yêu đương với Đạt cho nhỏ Thư là bạn thân nhất của em biết. Trama bắt đầu vào một buổi chiều đầy nắng. Em lon ton đạp xe tới thư viện của trường mượn sách. Trùng hợp lúc đó trong thư viện cũng có một bạn nam. Nhìn từ phía sau giống người yêu em cực kỳ. Thế là tay em nhanh hơn não. Em lao đến phía sau bạn nam đó rồi ôm chầm lấy người ta. Còn hí hưởng bảo em yêu anh trỏ to. Tự nhiên em thấy bạn nam đó không phản ứng gì. Hình như sai sai ở đâu. Đó. Đang định dỗi thì bạn ấy quay mặt lại nhìn em. Ôi trời lúc nãy mới biết em ôm nhầm người Mà trong bạn nam này cũng quen mặt Hình như em gặp mấy lần rồi Lúc nãy em ngượng quá đẩy bạn ấy ra Rồi chạy đi luôn Bạn ấy có gọi với theo em nhưng mà em đâu có dám quay đầu Không biết bạn ấy có biết em là ai không Kiểu này chắc không biết phải giải thích làm sao Xong lúc về nhà thì em có nhắn tin kể chuyện này cho nhỏ bạn Thư, bạn thân của em nghe. Định hỏi nó cách giải quyết thì nó chỉ cười bảo tao cũng không biết phải làm như nào. Hay là mày thử đăng confession trên page của trường đi xem mọi người tư vấn như nào biết đâu ông kia cũng đọc được thì sao nghe có lý quá nên em làm theo đại khái là ướp một cái confession xin lỗi bạn nam kia và bảo mình chỉ ôm nhầm chứ không có ý xúc phạm gì nếu bạn có đọc được confession này thì bỏ qua cho mình nha úp xong thế cũng yên tâm chắc lỡ bạn nam kia có đọc được cũng không tìm em tính sổ tiện tay em lướt vài cái confession ở dưới thì đập vào mắt em là dòng confession tìm bạn với nội dung cụ thể là Hôm qua có một bạn nữ ôm mình ở thư viện, còn tỏ tình, nói là yêu mình nữa. Nói xong thì bạn ấy bỏ chạy. Giờ mình phải tìm bạn ấy thế nào đây ạ? À? Bạn gì đó ơi, nếu bạn có đọc được confession này thì để lại comment nha. Mình đổ bạn đứa đường đuổi. Ôi, lạy chúa trên cao. Đọc xong em sốc và hái mèo. Thế hey, hoa trà bạn nam kia cũng đang tìm em. Mà may cái là bạn ấy chẳng nhớ ra em. Không là bị hiểu lầm đội. Nhưng mà đời làm gì có chuyện suôn sẻ vậy. Con bạn thân của em. À không, phải nói là con bạn báo của em. Nó cũng thấy confession của bạn nam kia. Xong nó comment tác tên em vào hỏi. Ơ, đây có phải là bạn nam mày ôm nhầm hôm qua mà mày kể với tao không? Người ta tìm mày nè. Má, không sợ kẻ địch mạnh. Chỉ sợ đồng đội báo là đây nè. Chưa đầy 10 phút sau em nhận được lời mời kết bạn từ một ạc lạ. Soi avatar thì đúng là bạn nam hôm qua. Bạn ấy còn chủ động inbox cho em, tự giới thiệu là Hoàng học 11A3, hỏi em học lớp nào rồi còn chủ em đi trà sữa nữa. Mà hình như bạn này là nam thần chơi guitar hôm văn nghệ ở trường. Thảo nào em thấy quen thế, em đang chưa biết từ chối Hoàng thế nào, thì lại nhận được tin nhắn của Đạt. Đạt cáp màn hình cái confession của Hoàng, rồi cả cái comment tag tên em của nhỏ Thư. Xong Đạt bảo em giải thích, tình ngay lý giang. Em bảo em ôm nhầm nhưng mà Đạt không tin Còn hỏi em định cấm sừng Đạt à Có phải em thích Hoàng rồi không Thảo nào cứ không chịu công khai với Đạt Thêm con bạn báo của em cứ rep hình minh Bảo em được ôm nam thần lớp chọn sướng nha Thế là hiểu lầm lại càng hiểu lầm Tí lại thấy Đạt nói chia tay Rồi block tin nhắn em Còn up status Phụ nữ là những niềm đau nữa Về phía Hoàng thì em bảo thẳng là em có người yêu rồi Thế là Hoàng lại nghĩ em trêu đùa tình cảm của bạn ấy Nói em trap girl các kiểu giờ em phải làm sao đây mọi người đã mất cả người yêu rồi còn mang tiếng tráp ăn thật sự luôn ý em chào mọi người ạ à. em tên là vi là sinh viên vừa tốt nghiệp được một năm hiện em đang làm cho một công ty nhỏ đây là công việc đầu tiên của em sau khi tốt nghiệp em thực tập tại đây rồi được nhận làm nhân viên luôn ban đầu em cũng bỡ ngỡ nhiều lắm tới công ty chỉ dám ngồi yên một chỗ không dám nói chuyện với ai tới giờ cơm cũng không dám đứng dậy ăn hết giờ cũng không dám đi về do trước đây em chưa hề có kinh nghiệm gì nên phải mất một khoảng thời gian em mới có thể làm quen được với công việc và đồng nghiệp tại công ty em thân nhất với anh huy làm cùng phòng một phần là do em ngồi cạnh anh ấy được anh ấy trực tiếp hướng dẫn nên cũng thân hơn so với mọi người khác ngoài ra thì anh huy còn là một nhân viên kỳ cựu kinh nghiệm đầy mình và không hề giấu nghề mà chỉ dạy cho em rất tận tình nhờ có anh huy mà em có thể bắt nhịp với công việc chỉ sau một tháng thực tập nhiều khi em không hiểu là có phải em suy nghĩ nhiều hay không nhưng em thấy anh huy khá là quan tâm em ngày nào mà em phải tăng ca về muộn thì anh ấy sẽ ở lại đợi làm cùng em và rủ em đi ăn mọi chuyện cũng khá bình thường cho tới khi em mắc một sai lầm nghiêm trọng em nhớ là lúc đó sếp rất cấu đập bàn và hỏi ai lại là người soạn hồ sơ này sao lại có thể phạm một lỗi cơ bản như vậy lúc đó em rất sợ đang định thú tội thì anh huy giơ tay em ạ à, em là người soạn hồ sơ sếp khá ngạc nhiên không biết có phải là do em nhạy cảm không, nhưng em thấy sếp thoáng nhìn qua em nói thất vọng thật đấy, lần sau chú ý hơn đấy Huy. Thật sự lúc đấy em rất ngạc nhiên nên em nhắn tin hỏi anh Huy, anh Huy ơi, sao khi nãy anh lại nhận lỗi thay em vậy? Anh ấy trả lời là lỗi của anh mà, anh không kiểm tra trước mà đã trình sếp, với cả anh không muốn em bị mắng. Nói thật với mọi người là khi đó em đã đổ cái trầm trước sự dịu dàng đấy, con gái mà, chỉ cần người ta quan tâm một chút là rung động ngay sau lần đó em và anh huy trở nên thân thiết hơn số lần chúng em đi ăn với nhau cũng nhiều hơn những ngày em bị hỏng xe thì anh huy cũng cho em đi nhờ về nhà ở công ty em có gặp vấn đề gì rắc rối thì anh huy cũng ngay lập tức xuất hiện ngay đúng kiểu khi em cần thì gọi là anh có vậy đó à mà thậm chí là có những lần em không gọi anh cũng có mặt luôn giống như em và anh có thần giao cách cảm là định mệnh của nhau vậy đó còn nữa nha có một lần em phải nghỉ làm vài ngày do sốt anh huy còn mua cháo và tới chăm em suốt cả một buổi tối hôm sau thấy em chưa khỏe nên anh cũng xin nghỉ một ngày để chăm em anh bảo em con gái một thân một mình ở thành phố mà ốm đâu thế này nữa nên anh không yên tâm đi làm chính vì từ giây phút đấy mà em đã tin tưởng rằng anh huy cũng có tình cảm với em thời gian đó em rất thích đi làm chủ yếu là để gặp anh huy đêm về còn sệt nhà hàng nào đẹp để tổ chức đám cưới rồi cả đặt tên con là gì nữa chính vì thế mà em quyết định lên kế hoạch tỏ tình anh ấy chưa kịp thổ lộ thì trưa hôm đó khi em đi vào phòng ăn để lấy cơm trùng hợp là anh huy cũng đang ở trong đó em đang định chào thì bỗng nghe được một chị đồng nghiệp khác hỏi dạo này em và vi có vẻ thân thiết nhỉ? thế nào thích con bé rồi à em muốn nghe câu trả lời của anh huy nên cố tình đứng lại để nghe lúc đó em hồi hộp lắm nhưng kết quả lại không như em mong đợi anh huy trả lời thích thú gì đâu thấy con bé mới vào còn bỡ ngỡ nên em giúp đỡ thôi người yêu em còn đang đợi em ở nhà kìa mấy nữa em cưới chị nhớ đi nha chị đồng nghiệp nói thế à chị lại tưởng chú thích con bé thế thôi vậy anh huy nói chị nghĩ nhiều quá rồi hóa ra anh huy đã có người yêu từ lâu còn sắp cưới nữa hóa ra anh ấy đối xử em như đồng nghiệp thôi vậy mà em cứ tưởng bỡ bấy lâu nay thật may là em chưa tỏ tình không thì khó nhìn mặt nhau lắm thế là từ hôm đó em bắt đầu giữ khoảng cách với anh huy để ngăn cản tình cảm sâu đậm hơn cũng buồn lắm nhưng mà thôi vậy đây đúng là bài học cho em nhưng có phải do em tự ảo tưởng là anh huy thích em không hay là do anh huy đã cho em hy vọng để mơ mộng như vậy hoặc có khi nào anh ấy cũng đã từng thích em không mọi người tử tế anh đây có thừa nhưng em khốn nạn thì anh có hạn thôi đấy đấy trong ngôn sống của em nha mọi người tưởng chẳng bao giờ phải lôi ra dùng cho tới khi em gặp được nhi nhi là nhân viên thực tập mới vào công ty của em sinh năm 99, chưa có người yêu nhỏ nhắn dễ nhìn khá hợp gu em nha Cả bộ phận em á thì chỉ có mỗi Nhi là con gái, còn em là chàng trai trẻ duy nhất chưa có người yêu. Em kết Nhi ngay từ lần đầu cho hỏi đầu tiên rồi. Bình thường em nhát gái lắm nha, nhưng mà lần này á nhờ các anh chị cùng bộ phận đẩy thuyền cho nên em cũng mạnh dạn hơn. Ban đầu á em chọn cách tiếp cận là từ từ thôi. Biết Nhi là thích ăn hoa quả, cho nên hôm nào em cũng mua nào dưa, nào chôm chôm rồi xoài, còn gọt đàng hoàng để mà ra đĩa mời em nữa mà. Thấy Nhi không có ý từ chối, còn rất là vui vẻ khi được em chăm sóc cho nên trong lòng em có chút hy vọng chứ bộ. Trò chuyện tạm tháng chúng em trở nên thân hơn, sáng nào cũng đều đặn một cốc trà sữa mua cho Nhi vì Nhi kêu em chưa được nghỉ nhi cũng nhanh nhẩu mở lời rủ em đi ăn cùng mà đi ăn cùng carrus thì đương nhiên à, em phải là người trả tiền đúng không chưa bao giờ thấy nhi tranh trả tiền với em hết trơn em cũng nghĩ đơn giản thôi mọi người là do mình chủ động quá cho nên người ta không có cơ hội đấy chúng em kết bạn với nhau trên phở bò thi thoảng nhi lại đăng nói bóng nói gió trên tin nhanh đó hôm đó thì thích thổi son này ghê hôm thì thích chiếc túi kia quá em biết ý cho nên lần nào nhi đăng gì em cũng cố gắng mua tặng nhi cho bằng được rồi nhận quà em tặng như vui lắm chứ Cảm ơn em rối rít Còn khen chứ Trời ai mà yêu được anh Mạnh thì phúc mấy đời á Em cười nửa đùa nửa thật vậy nè Ờ thế không phải như đang yêu anh hả Nhi tụm tiệm bảo em chứ Anh vội vợ, nói không biết ngượng kìa Từ từ thôi cái em sợ đó Đấy, chẳng hiểu từ từ theo ý nhi là như nào mà mới hôm trước thôi nhi rủ em đi nhậu con chú động là cầm tay em lúc về á hơi có tí men trong người nhi ngồi sau ôm chặt eo em đầu tựa vào lưng em làm tim em nhảy loạn hết cả lên rồi, một tuần á, chúng em đi hẹn hò tầm 3 lần, không cà phê thì lại xem phim ăn vặt, lâu lâu như muốn đổi gió ăn đồ Âu thì em lại chịu như thôi, đón đưa từ Hoài Đức lên phố bao ăn bao uống rồi lại trở về tận nhà. Chưa bao giờ như từ chối cái hành động gần gũi của em, thậm chí nổi hứng lên á, như còn chủ động hôn má em, khiến em lầm tưởng là chúng em đã thành một cặp rồi đó. Rồi, lâu lâu á, em ngợi ý muốn thành đôi, dục nhi xem ý như như thế nào thì nhi cao có, chờ đợi là hạnh phúc, anh có nghe qua chưa? khiến em im luôn chứ nói chuyện vợ đó thân thiết nhau quá đi mình là crush người ta cho nên mỗi lần mà nhi hỏi vay á em đều rất là ngại từ chối lúc 500, lúc 1 triệu nhiều nhất là tháng trước nhi vay em hai triệu lấy mỹ phẩm do công an tiền mặt với lời hứa là mùng năm có lương á bé đưa anh nha mà mùng năm của tháng nào thì Nhi không có nói nha mọi người Bình thường á, bọn em hay buông với nhau đến 1-2 giờ sáng mới ngủ Mà tuần này á, đổ lại thì Nhi đi ngủ từ sớm 10 giờ tắt online rồi Thậm chí em nhắn từ lúc 6 giờ thì 7-8 giờ á, Nhi mới trả lời Trả lời rất nhạt nhẽo khiến em bị hụt hẫng vô cùng luôn Hết tháng này á, là kết thúc 3 tháng như thực tập ở công ty em Mọi người ai cũng rụt rã em chứ Ê tỏ tình đi mày Mày không tỏ tình á nhỡ bé nghĩ mày đừng tiếc nha Đấy, vừa đúng đợt lễ ba tháng tư mỗi năm vừa rồi nè, có nhiều thời gian cho nên em chuẩn bị bó hoa thiệt là bự, một sợi dây chuyền P&J tên nó đính đá đặt tiệc ở nhà hàng Âu trên phố cổ, nhờ nhân viên trang trí hoa tươi tưng sờ bừng luôn. Tối đó, nhi lung lên lắm, chỉ vái đính đá cắt xẻ táo bạo, xinh đẹp vô cùng. Sau khi dùng bữa xong, giữa ánh nến mập mờ như chính mối quan hệ này, á em nhỏ nhẹ chứ. Nhi à, làm người yêu anh nha. Nhi mỉm cười dịu dàng đáp lại em. Em có thể trả lời sau khi hai đứa về nhà tối nay được không ạ? À? Ok, em đồng ý luôn. Tối đó 10 giờ, chúng em vẫn nắm tay nhau đi dạo quanh hồ gươm và về nhà lúc 11 giờ. Trong giọng tiếng ở nhà chờ đợi, như tẩy trang, skin care, rồi trả lời tim em như ngừng đập mấy lần á nghe. Mọi người biết gì không? Câu trả lời thật là oh wow. Em chỉ có anh là bạn thôi, cùng lắm là anh trai. Xin lỗi vì đã khiến anh hiểu lầm. Trời ơi, em cay hơn ăn ớt luôn nha mọi người Xin lỗi vì khiến anh hiểu lầm Kiểu chủ động ôm hôn nắm tay người ta Vay tiền không trả Rồi liên tục ẩn ý mua quà Còn thiếu tích khoe khắp nơi được anh trai mưa tặng quà Rồi nhiều hành động nhạy cảm khiến thằng này phỏng mũi ha Thằng này cũng biết không yêu đồ quà là hèn Nhưng mà chấm ngôn đã nói từ đầu rồi Tử tế anh đây có thừa Nhưng em khốn nạn thì anh có hạn Sau hồi suy nghĩ em trả lời như luôn Vậy hả? Em vui tính hơn anh tưởng đó. Nếu đã là bạn thì phiền em cho anh xin lại cái chi phí ăn trưa ăn tối. Tiền em vay anh trong suốt 3 tháng qua và chiếc vòng cổ P&J em nhận hồi tối này nhé. Anh chỉ dành mồ hôi công sức cho người xứng đáng thôi. Đó, nó ngồi soạn một list danh sách chi phí em trả dùm nhi trong suốt 3 tháng qua. Tiền xăng xe, son, rồi túi cho em tụm lâm hết. Cứ nghĩ hôm sau kiểu gì như cũng đến công ty sẽ trả em số tiền đó. Không, nhi nghĩ luôn mọi người chưa hết nha bị em đòi tiền nhi cây đã đăng đàn bốc phốt em lên các hội nhóm hẹn hò nhưng mà vỏ quýt dày móng tay nhọn là bé em chọn cách phốt ngược lại nhi luôn em tổng hợp toàn bộ chứng cứ nhi đò đưa em và với tất cả chứng cứ có được cùng sự ủng mong của anh chị em trong công ty đấy toàn bộ cộng đồng mạng đồng loạt quay xe tấn công người bị đòi quà là nhi đó do quá áp lực và không thể nào chối cãi nhi đã phải khóa tài khoản chuyển tiền và quà trả em xin em là gỡ phốt đi Thôi thôi, quay đầu là bờ, bài phố solo của hai đứa em hot thế, chắc Nhi cũng mất mặt mũi một thời gian dài. Cái giá như vậy chắc là đủ răng đe rồi ha, chưa cái thói lợi dụng tình cảm ăn không uống không của người khác dùm anh cái. Ở đời á chẳng ai ăn không được của hai cái gì đâu, các bé trà nha. Ta nói chứ nha, cất công sang dọn phòng giúp cho người yêu của bạn Được thưởng luôn cho tiếp một hai con nhộng diễn xí Đúng là chẳng biết nói làm sao luôn á trời Thương bạn cùng phòng quá trời luôn Chào mọi người, em là Hoàng, có thằng bạn thân Kim bạn cùng phòng làng cường hai thằng là y như nhau nha từ tính cách cho đến ngoại hình đều thuộc là tầm được đấy chứ ấy thế mà chỉ mỗi nó là có người yêu liên tục còn em thì chưa có một mảnh tình nào dù đã là sinh viên năm ba rồi đó nghĩ cũng vui mà thôi kệ đi độc lập tự do miếng nào to mình gấp cho mình méo phải nhường ai như thằng cường nha đợt này nè Thằng Cường đang yêu một bé năm hai rất là xinh xắn đáng yêu nha. Bé này tên là Thảo. Em thì em cũng nói chuyện vài ba lần rồi. Giọng cứ gọi là ngọt như là mía lùi. Tính cách thì cũng đáng yêu đó. Thằng Cường yêu chiều vô cùng luôn. Rảnh nha là tặng quà. Chứ khổ nổi là mỗi lần tặng quà nó còn đòi làm quà handmade rồi bắt em phải làm cùng nó nữa cơ. Chi với ba? Rồi nè, mấy lần làm túi, làm đèn ngủ, làm hộp quà, thằng Cường đều thủ thủy với em lạ. Ê, mày giúp tao đi, mai kia tao lấy bé Thảo rồi sẽ giới thiệu cho mày một em xinh như là bé Thảo nhà tao, ok chưa? Đó, phải thế mới là bạn tốt chứ Rồi hôm trước nè, em Thảo của thằng Cường chuyển nhà Con bé nhờ Cường qua giúp Thấy quái nào thằng Cường lại kéo cả em đi Rồi bảo là sẽ bù đắp cho em bằng việc là nấu cơm dọn dọn nhà, giặt đồ cả tháng luôn <laughs> Đó, nghe vậy thì em sẵn xả liền phi con ngựa gỗ qua chở đồ giúp em Thảo ngay. Mà lạ lắm nha, chúng em đến chuyển trọ cho cái Thảo mà chẳng thấy cái Thảo đâu trơn. Lúc này thằng Cường mới bảo lạ hả, cái Thảo có việc gấp không bỏ được, đành phải để chúng em tự túc thôi. Mai em bù bữa lẩu sao? Ừ, em nghe thì biết vậy thôi, cứ làm cho xong rồi về cho sớm chứ mất công mất việc quá trời. Đến tầm 10 giờ tối nha, Thảo gọi điện hỏi đã xong chưa thì chúng em cũng bảo là sắp xong rồi, tầm 30 phút nữa là ok hết. Thảo cũng cảm ơn rồi hả, bảo bọn em là dọn dẹp xong xuôi thì cứ về đi chỉ cần khóa cửa cho máy là được rồi đó tụi em ok luôn mà phòng bẩn dọn dẹp lâu đến tầm 11 giờ thì em mệt nằm ngủ lăn trên gác xếp thằng cường thấy vậy cũng kệ em mà chạy đi ra ngoài mua hai suất xôi cho hai đứa ăn rồi về đang nằm ngủ ngon lành trên đó thì em nghe tiếng đẩy cửa rầm một cái rõ to luôn đèn thì không bật chỉ nghe tiếng cái thảo chứ anh ơi từ từ, từ thôi đếm rồi em mắt nhắm mắt mở nhìn xuống thì thấy hả hai con người trong tối đang vù lấy nhau một cách mạnh mẽ em còn nghe được tiếng của bạn nam kia eo ơi bé yêu xinh thế hôm nay em phải khiến bé mê anh tới già luôn nhé nào giang ra nào trời ơi trời vãi cả trưởng ba giọng này chắc chắn phải của thằng cường rồi mà nó bảo nó chưa đi quá giới hạn với em thảo bao giờ luôn em nằm im trên gác xếp không dám nhúc nhích hay là thở mạnh chỉ hé mắt nhìn hai con nhộng đang diễn xiết trên giường thôi được khoảng 15 phút sau, thằng Cường mở cửa đi vô, cái Thảo mới hét lên. Ủa ai vậy? Ai vào phòng tôi vậy? Thằng Cường tự nhiên bật điện lên thì nhìn thấy hai đứa kia quần không mặc, áo cũng không nốt, chúng nó đang dính lấy nhau. Thằng Cường không đủ bình tĩnh nữa, nó lao vào, miệng thì chửi, tay thì hả đấm không trừ phát nào cái thằng trên giường. Lúc này cái Thảo còn can chứ hả, thì nó đã căng đét luôn. Em ngồi yên một chỗ, anh tính chuyện với em sao nha. Em sợ sẽ ra vấn đề cho nên nó vội nhảy xuống khuyên răng, mày mày mày, bình tĩnh mày. Nó mà bị thương nặng quá là mình bị phạt đó. Thằng cười lúc này mới dừng lại rồi chửi chứ Cái lũ khốn nạn Tao dọn phòng sạch đẹp để chúng mày về đây tạo sống nhau đúng không Yêu thì yêu tử tế Méo yêu thì dẹp mẹ đi Mày cắm sừng tao mày vui lắm đúng không Hãm cả lũ Hai đứa kia nói được câu nào đâu cúi mặt nhận lỗi Em cũng thêm vài câu rồi vật lộn tiếp đi tư thế mình nãy đẹp đấy đây nhìn thấy hết rồi thử ăn nói xà lơ là tao đi kể cho chúng mày bẻ mặt đấy đấy sau đó, bao nhiêu rác bọn em vừa dọn, em đổ hết ra sàn nhà, giường tủ quần áo chúng em khuấy tung lên, chưa kể là lắp được cái gì em gỡ cả ra cho bỏ tức, mất công mất sức mà chẳng được gì. Mấy hôm sau thằng cường cứ như người mất hồn á, buồn bã lắm luôn. Em rủ đi nhậu, đi chơi, đi chữa lành nó từ chối hết trơn, chắc là vẫn sốc lắm đây. Mà thôi, bỏ con bé đó đi là đúng rồi ba ơi. Không biết đứa này thì đứa khác giùm tao, lo gì, đúng không, mọi người. Mọi người ạ, à em chợt nhận ra đôi khi những vấn đề sau khi đi lấy chồng không phải là chồng mình như thế nào bố mẹ chồng có tốt hay không mà lại nằm ở việc họ hàng nhà chồng có để yên cho mình sống hay không họ mà đã hãm rồi thì mình có cố thế nào cũng không thể thay đổi định kiến của người ta chuyện là em lấy chồng xong thì tranh thủ đẻ liền tù tì 3 năm hai đứa thế cho nên để kinh tế phớt hơn em quyết định nghỉ công việc văn phòng và mở một cửa hàng bán đồ cho mẹ bầu và trẻ sơ sinh sau khi việc kinh doanh buôn bán đã đi vào quỹ đạo thì cũng là lúc em bắt đầu mang thai bé lớn trong suốt 6 năm sinh nở và chăm sóc con nhỏ cái cửa hàng bé xíu siêu ban đầu của em cũng đã có một lượng khách ổn định bao gồm cả khách đến tiệm và khách online trung bình một ngày, em phải đóng gói trên dưới 100 đơn hàng lận. Thật ra so với các nhà kinh doanh lớn thì thu nhập của em cũng chưa là gì. Tuy nhiên cho đến hiện tại, thu nhập hàng tháng của em cực kỳ dư giả, đủ để trang trải mọi sinh hoạt phí mà không cần tàn tiện. Vợ chồng em cũng vì thế mà để ra được kha khá. Bố mẹ chồng cũng có lương hưu nên chẳng cần vợ chồng lo cho bất cứ thứ gì. Về cơ bản, kinh tế của nhà em tốt nhất trong mấy anh chị em, kể cả anh chị em họ. Chỉ có mỗi cái, tính của em lại khá là xuề xòa Em không có nhu cầu phải khoe mẻ mình kiếm được bao nhiêu Cả chồng cũng vậy Ngoại trừ cái xe bán tải nhà mới mua năm ngoái để tiện đánh hàng ra Thì bọn em chẳng sắm sửa quá nhiều Tiền kiếm được chủ yếu phục vụ chất lượng cuộc sống Và tích góp cho hai thằng con trai sau này lớn lên trai đời đỡ vất vả Đấy, có mỗi vậy thôi Thế mà đâu có ngờ cũng vì cái tính đó của cả nhà em Mà chẳng hiểu sao người ta đồn nhà mang tiếng là Thiếu ăn thiếu mặt Bữa nọ nhà bên bác trưởng à, có dỗ Vợ chồng chúng em và bố mẹ cùng sang Hoa con bác trưởng cũng về Nó đi làm công nhân nhà máy nên chẳng mấy khi về nhà Hai đứa con toàn vứt cho bố mẹ chăm Chẳng phải làm cái quần gì Vừa thấy mặt em cái Con bé đã bắt đầu nguyết dài Ôi trời chị Mai cũng sang đó hả Sang có biết làm gì không Hay lại người ta cơm bưng nước trót đến tận miệng ở nhà chồng chiều quen rồi qua đây phải giúp mọi người nấu nướng chắc là mệt dữ ha Cũng tại hồi xưa lúc em làm văn phòng thì đã quán xuyến giỏi cả việc nội trợ lẫn việc trên công ty rồi nên các bác trong họ thường xuyên đem ra so sánh với Hoa. Lâu dần con bé ghét em mà ghét cay ghét đắng đúng kiểu chỉ ước em đi biến cho khuất mắt. Như vậy thì Hoa có thể trở thành người phụ nữ đảm đang nhất trong họ. Nhưng em vẫn cố nhịn ăn xong thì phụ mọi người dọn dẹp rồi ra chơi cùng con. Mẹ chồng em thấy thế tranh thủ khoe con dâu luôn bà liên tục bảo em chăm con khéo lắm nấu đồ cho con ăn mà đến người lớn ăn còn thấy ngon miệng rồi bà còn kể việc nhà một mình em quán xuyến hết mà lúc nào cũng tràn trề năng lượng không biết mệt là gì được mẹ chồng khen như vậy ai mà không thích thế nhưng ngay lập tức cái hoa lên tiếng dập tắt không khí vui vẻ trong mâm cơm chị ấy ở nhà không đi làm thì đương nhiên phải làm việc nhà rồi bây giờ anh hưng đã đi làm kiếm tiền về nuôi vợ con chị ấy không phải làm gì cũng có tiền tiêu thì đương nhiên phải vung vén gia đình rồi con đi làm công ty tự thân kiếm tiền vất vả xa nhà thì lấy đâu ra sức lo cho chồng con nữa con mà được ngồi không vẫn có người nuôi như chị ấy thì con cũng làm tức ôi vờ lờ em choáng váng luôn từ bao giờ em thành đứa ăn bám chồng vậy trời đất ơi nếu mà nói đúng ra thu nhập hàng tháng của em phải gấp 3 gấp 4 lần lương công nhân 7 triệu của cô em hỏi chứ và quan trọng là em chưa bao giờ phải để chồng hay nhà chồng nuôi báo cô hết dù tức lắm nhưng vì đang ngồi với người lớn Nên em đành ngậm bồ hòn làm ngọt Ai ngờ mẹ chồng em đập mạnh cái bát xuống mâm May mà không vỡ Này con Hoa không biết gì thì dựa cột mà nghe Chỉ lớn hơn mày nhiều tuổi Mà vai vế cũng hơn mày mà mẹ ăn nói vậy à Tao nói cho mày biết Kể cả nó có ở nhà ăn bám chồng thật Thì cũng là phúc đức nó tích được Nó không có ăn không ăn hỏng của ai Thì đừng có ai động vào nó Hai bác thấy mẹ chồng em nóng quá Vội vàng mắng vốn cái hoa để nó im miệng đi nhưng mẹ chồng em cũng chẳng nhịn nữa Sổ một tràng luôn Anh chị dạy con gái khéo quá Cậy mình làm được nhiều tiền một tí Là được mặt lên mặt với mọi người Thôi sẵn đây đã mít lòng Anh chị cũng trả cho em số tiền 600 triệu với Mượn gì mà mượn từ năm ngoái Đến giờ mới trả được một phần mười Tính 60 năm mới trả xong hả Đấy, chính ra hai bác trưởng cũng đang mượn tiền của bố mẹ chồng mình Mãi mà trả được bao nhiêu Cái hoa thì im thinh thít từ lúc ấy Không dám nói câu nào Đến khi chồng mình đi câu với mấy cậu em về, mẹ chồng ngay lập tức nói vợ chồng đi về cùng mẹ luôn, chứ không việc gì phớ đây cười nói ở chỗ này, thật sự là may mắn vì còn có bố mẹ chồng như vậy để đối phó với họ hàng, chứ thử vào nhà khác mẹ chồng không bên con dâu thì mấy lời xỉa xói của cái hoa có khi về nhà lại cơm không lành canh chẳng ngọt ngay ấy chứ. Âu mình cũng mệt mấy người họ hàng bên chồng lắm, không biết thì cứ im đi cho rồi, cứ phải bô bô ra cho người ta biết mình là IQ thấp.